Con đâu có làm khó chú Bảy đâu. Nhưng mà chú Bảy khó tính quá, làm con mất mặt. Nên thôi, để chú Bảy làm gì làm đi, con xin rút lui. Thầy là người lớn, kể như là cha mẹ. Con mà chấp nhất như vậy thì cũng hơi quá. Coi như vì thay mặt thầy, xin lỗi con được không? Gì là gì, còn chú Bảy là chú Bảy. Con đâu dám vì chuyện của chú Bảy mà bắt gì phải xin lỗi con. Má em đã nói vậy rồi, thôi anh để mặt má em chút đi. Thôi được, chuyện rời rồi Hương Thu á, để con sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ á, con có hẹn rồi, tụi nó đang đợi con Đặng á, có đồ đá gà. Tranh coi nè, đường nét nè, phong cách nè, màu sắc nè, tôi làm đúng như đồ tuồng hồi xưa vậy đó. Bà hài lòng chưa? Đẹp quá, lộng lẫy, nhưng mà không có màu mè như trang phục bây giờ. Đúng là chỉ có bà mới làm được, tôi ưng ý lắm đó nha. Sao bà có vẻ buồn vậy? Có chuyện gì kể tôi nghe được không? Đoàn Hương Thu về rạp Đồng Quang rồi. Gặp lại Hoàng Tấn mà không vui? Lại gây lộn với nhau sao? Có đâu, tôi với ổng thì cứ gây lộn nhau suốt ngày à, mà không bao giờ giận nhau lâu hết trơn á. Mà ổng có giận không bao giờ năn nỉ và xin lỗi tôi á. Tôi tự giận tôi tự hết à. Lần này á, Đoàn có về rạp Đồng Quang, nhưng mà hát không có sung túc như hồi xưa đâu. Chị Kim Hoa chỉ buồn lắm, mà đâu dám nói với ai. Đoàn có dấu hiệu đi xuống, sao mà chị Hoa không tăng cường diễn viên nổi tiếng? Có mời kép chánh, nhưng mà đầu kép bây giờ khó chịu lắm. Tối qua mới xảy ra chuyện đó. Sao chị Hoa xui quá vậy? Chuyện gì? Bộ nghiêm trọng lắm hả? Bà coi đó, kép chánh hát mà không thuộc tuồng, cho nên bị thầy rầy. Như vậy là xin chuyện á. Thầy nào? Thầy Bảy Mến hả? Ừ. Hồi đó tôi đi học ca với thầy Bảy Mến. Thầy cẩn thận trong từng nhịp gò, từng chỗ lơi, từng nhấn nhá trong câu ca. Thầy kiên nhẫn cho tới lúc nào học trò ca được tròn trịa thì thầy mới hài lòng. Bây giờ mọi người dễ dãi với lời ca tiếng hát quá. Thưa cô, bây giờ cuộc sống hối hả, ai cũng đều bận rộn, làm sao có thời gian để tập dượt được cô? Tôi biết các bạn đến đây học đờn ca tài tử chủ yếu là giải trí, nên tôi cũng không dám đòi hỏi các bạn nhiều hơn thời gian các bạn có. Còn những người đã theo nghiệp diễn, mà nếu như nói như vậy thì không đúng. Nghề nghiệp là do mình lựa chọn, nếu không thể sống chết với nghề thì mình nên chọn nghề khác. Các bạn phải nhớ, chỉ có nghệ thuật chân chính mới mang ý nghĩa tồn tại vượt thời gian. Còn những gì theo trào lưu thì một ngày nào đó cũng sẽ bị đào thải. Những nghệ sĩ chân chính như thầy Bảy Mến đúng lý ra phải được tôn vinh, không ai có quyền xúc phạm thầy cả. Dạ thưa cô, hình như cô có chuyện gì bức xúc thì phải. Tôi xin lỗi. Tại trong lòng của tôi có điều không ổn. Hôm nay mình học tới đây thôi, lần sau mình sẽ học bài mới. Dạ. Dạ dạ. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào các em. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Alo, Trang Nam Ai hả? Bà qua nhà tôi liền đi, tôi biết sẽ có một người khuyên được thầy Bảy Mến đó. Ừ. Bà, bán cho con củ khoai. Nè con, coi chừng nóng nha con. Nhiêu tiền vậy bà? 2.000 con. Dạ. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn bà. Giỏi quá. Thank you.
Dì hai. Ồ. Dạ thưa dì hai, con mới tới. Ai như Trang Nam ai hả bay? Dì nhớ con hả? Trời ơi, chỉ có mấy đứa quên dì thôi, chứ dì làm sao quên mấy đứa được. Hôm nay con rảnh cho nên con đưa Trang Nam ai đến đây thăm dì đó. Cảm ơn dì con, dì mừng lắm. Dì cảm ơn con nhiều. Mời con vô đình cho mát. Đi. Dạ. Dạ. Đi con, đi vô con. Ngồi chờ một chút, dì đi lấy nước cho con uống. Dì ơi, mắc công dì lắm. Công cán gì, ngồi đó đi. Dì lấy ra liền. Gần bên đây chứ có xa xôi gì đâu. Chờ chút đi con. Dì Bạch Trà sống đó hả chị? Ừ. Dì sống với lại mấy cô chú khác nữa. À, có ngay. Cảm ơn con. Dạ dì để con. Dì ơi, dì mặc áo dài á vẫn đẹp và sang như hồi trẻ đó. Hèn gì người ta nói á, dì á là nữ hoàng sầu mộng. Gần xuống lỗ rồi mà còn sầu mộng gì nữa con ơi. Dì bán ở đây thỉnh thoảng cũng gặp khán giả, dì phải mặc áo dài để đáp lại cho đủ lễ đó mà. Dạ. Uống nước đi. Dạ bà. Nước dì nấu bằng lá sa kê đó, uống đi bổ phổi lắm. Dạ. Uống đi con. Dạ con mời dì. Dạ. Mời con, con mời con. Dì và thầy Bể Mến á, lúc nào cũng tôn trọng khán giả. Bước ra sân khấu á, là không bao giờ bỏ qua dù là một chi tiết rất nhỏ. Chính lòng yêu nghề đức độ của dì và thầy Bể Mến đã truyền dạy cho chúng con. Lúc nào chúng con cũng hết sức tôn kính dì và thầy Bể Mến. Dạ. Khán giả là người nuôi sống mình. Họ mang đến danh tiếng và tiền bạc cho nghệ sĩ, thì bản thân người nghệ sĩ phải sống sao cho xứng đáng với lòng yêu thương của khán giả đã dành cho mình. Quan niệm và cách sống của dì chính là lý do tại sao cải lương và những người nghệ sĩ luôn sống mãi trong lòng khán giả hâm mộ. Đúng vậy. Dì ơi, dì còn nhớ thầy Bể Mến không hả dì? Dì không quên bất kỳ một ai. Anh Bảy thì dì càng nhớ. Mấy ngày trước Gánh Hương Thu có về hát ở Đồng Quan. Dạ. Ảnh có đến thăm dì. Mà có chuyện gì vậy? Dạ, tụi con muốn nhờ dì một việc. Giận hờn á là cái tính của đàn bà con gái. Thầy từng tuổi này rồi, thầy cũng biết chọn lựa tốt xấu. Con còn nhớ lúc con mới tiếp nhận Gánh Hương Thu đó, con đã hứa với mọi người là con sẽ lo cho đời sống của anh em trong gánh hát thật tốt. Vậy mà bây giờ con không làm được cái điều đó. Con thấy xấu hổ với thầy, với mọi người lắm. Con đừng nói như vậy. Trong những năm qua con đã làm rất tốt. Con đã làm tốt hơn những điều con đã hứa. Nhưng thế cuộc đổi thay, mình biết làm gì hơn. Thầy hiểu và thông cảm cho con. Thầy nói thầy hiểu con. Vậy sao thầy còn muốn đi? Nhất ẩm nhất trác, dài do tiền định. Đã đến lúc nên đi thì thầy phải đi. Thầy. Cả con cũng tới khuyên thầy đó hả? Trong các học trò của thầy, con là đứa có tài và có sắc. Nhưng hồng nhan bạc phận, con cầm tiền lại đi. Thầy nghèo quá, không có tiền cho con. Thầy đâu nỡ đi lấy cái tiền dành dụm của con. Đừng khóc. Thầy ơi, nghe lời thầy dặn, ở lại đây, nhớ nghe lời chị Kim Hoa nghe chưa?
Dạ. Thầy ơi, thầy đi. Khi nào thầy về? A Phấn, nấu cơm gạo trắng thơm bớt cho thầy ăn nha. Ừ. A Phấn giỏi. Kim Hoa. Dạ. Thầy chỉ có một cái nguyện vọng này. Nếu con còn thương thầy, thầy chỉ xin con một điều là thầy gửi A Phấn lại cho con. Con nhớ chăm sóc em dùm cho thầy. Con nhớ rồi, thầy yên tâm. Thầy cảm ơn con. Dì Hoa hả? Nếu dì muốn nói chuyện với con á thì... Không phải tôi gọi điện để thuyết phục cậu, mà tôi muốn nói với cậu rằng thầy Bảy Mến là thầy của tôi. Trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc, phụng dưỡng cho thầy đến cuối cuộc đời. Đó là đạo đức. Đó là cái nghĩa của một người nghệ sĩ biết tôn sư trọng đạo. May quá, vừa kịp giờ. Ủa, bạn Hưng đâu rồi? Tao nè. Đứng tìm luôn. Mặc vô đi. Đi giùm tao cái áo này. Nè. Bạn nè, tụi em tới đủ chưa? Dạ đủ rồi anh. Rồi, dạ. Chuẩn bị thay đồ đi nghe. Dạ. Dạ, tụi em thay liền. Rồi, dạ, dạ lên. Kịp ra liền. Đẹp không? Ôi, ai mà dễ thương vậy? Đẹp quá ha. Đẹp quá. Ở ngoài với trong ai đẹp hơn? Dĩ nhiên là ở ngoài đẹp hơn. À, ở ngoài đẹp hơn rồi. Trời, là em à, tiên dáng trần đó. Ừ. Nguyên, anh thấy đâu có thay đổi gì đâu. Ờ, có khác gì đâu. Tại vì Trang kết cườm dày quá. Cho nên em cắt ra không có nổi. Vậy mà đã có cách thôi. Thôi, sắp tới giờ diễn rồi. Có rồi sao, mặc vậy đi. Ừ. Ê tụi bay, tao thấy hình như tụi mình cùng có phong cách đó chứ. Đúng không? Ờ. Đúng rồi, phong cách riêng của nhóm The Fox, phong cách của Trang Nam Ai. Yeah, chính xác. Nguyên ơi, anh nghĩ mình phải làm sao chứ? Anh thấy cái áo này nhiều kim sa hột lũ quá à, giống đồ tuồng lắm, không có dám mặc đâu. Hồi nào giờ dì Trang chỉ làm đồ tuồng chứ không có làm trang phục cho nhóm nhạc, cho nên không hình dung được. Anh mà nói vậy dì Trang nghe được dì Trang buồn á. Mà Nguyên thấy cũng dễ thương lắm đó chứ.
quá dễ thương. Xong chưa mấy em? Dạ, tụi em chuẩn bị xong hết rồi anh. Tụi em chuẩn bị xong rồi. Khi nào thì tụi em lên hát được anh? Em đứng lên. Mấy em đi diễn ca nhạc chứ đâu phải đi diễn tuồng đâu mà bận đồ kỳ vậy. Anh ơi, phong cách riêng của tụi em đó. Anh thấy coi bộ phong cách này ít tốn tiền à nha. Dạ, đây là phong cách Trang Nam Ai mà anh. Cái gì? Trang Nam Ai là ai? À, thì là một người phụ nữ đẹp siêu đình đổ quách, vừa là một nhà thiết kế thời trang rất rất sến. Anh Khánh, anh cho em hát liền nha, em còn tới 3 show nữa đó. Chỗ này tới trước mà. Tính mới hả? Ừ, giá mới. Tụi nó mới hát đêm đầu thôi. Chưa, hát lót thì phải ngồi chờ chứ, có tư cách gì mà dành với ca sĩ chuyên nghiệp. Cho em hát liền để em chạy anh ơi. Anh, sao giờ xong mày này tới em nha anh. Xong mày này tới em nha anh. Ê Hư, sao đi đâu cũng gặp ổng vậy? Tại mày có duyên với ổng á. Dạ. Mừng quá. Dạ, em chào chị hai, em chào chị. Em giới thiệu rồi mà sợ Phương Đại Sơn không tới. Phải tới chứ em, khán giả yêu mến mình mà. Nếu mình không tới phụ lòng khán giả không được đâu. Sơn, để tụi chị ra ngoài ủng hộ cho em hát. Nè, nhớ sắp xếp cho Phương Đại Sơn hát trước nha. Dạ, dạ. Em sắp Phương Đại Sơn hát liền. Chị hai, xuống dưới đi. Anh, cho em hát liền, em còn chạy show nữa anh. Chết rồi, trễ giờ rồi, sao vậy trời. Ưu tiên cho vợ đế hát trước. Nè, nhớ vỗ tay cho em lớn lớn đó nha. Phương Đại Sơn đó. Chuẩn bị đi em, lên hát. Dạ. Tụi mày là cái gì mà cũng bày đặt tới đây hát? Kính thưa quý vị, cũng như đã giới thiệu ở đầu chương trình, bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu ngôi sao sân khấu đang được yêu thích nhất, Phương Đại Sơn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho Phương Đại Sơn. Mày về nơi cuối trời là sương bên hiên xưa bắn. Trễ giờ rồi, chết tôi. Này nè, Phương Đại Sơn hát xong rồi, tới em đó. Nói gì đi em, hãy nói gì đi em. Nói gì đi em, hãy nói. Anh coi đi, nói hát hết bài đó, khán giả về hết rồi, giờ kêu tôi lên, cho tôi chết hả? Nói gì tôi ơi, hãy nói gì tôi ơi. Nói gì tôi ơi, hãy thứ ta. Nè nè nè, vậy đi, tới nhóm tụi em hát rồi đó. Nhớ quậy lên cho vui nghe. Nè, kêu vậy. Vậy vậy đi, vậy đi, vậy đi. Hát, 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 hát kìa. Hát, 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 đi, hát. Và bây giờ, xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nhóm nhạc The Fox qua nhạc phẩm mang tên Bay Lên Những Giấc Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuấn. Chị hai coi, coi, coi kìa. Khán giả vỗ tay le que, đâu giống như em đâu. Trời ơi, khán giả của em là rần rần. Đúng không? Trời ơi, nhảy gì mà giống như là mấy con khỉ vậy đó. Dở thương. Dở thiệt. Dở.
khi lòng ta bỗng thấy muộn phiền, đôi khi thời gian khiến ta mỏi mệt, nhưng lo toan như về đây níu hết từng ngày. Ôi tuổi say trôi đi. Cái coi kìa, hát gì? Giờ này đi hát với mày đó. Trời ơi, xưa như trái đất. Trời ơi, ghê quá. Trời, nghe không nổi. Trời ơi, hát dở. Hát dở quá. Hát ca giữa trời. Không còn đau thương. Giấc mơ bay về, đưa ta về tuổi thơ. Ngày xưa bay lưng đời, ngày mong mơ tuyệt vời. Chẳng biết lo toan trái hạ mùa sầu. Cùng ta bay lên trời, chạm bầu trời xanh tuyệt vời. Trời ơi, trời chỉ coi kìa. Trời ơi, ác dở chết. Ta hóa ra thiên đường, chẳng còn suy tư nhiều, chỉ còn mong mơ theo diều. Bay đến chân trời với dáng mơ thôi. Ác dở quá, dở quá. Ôi, em đói bụng rồi, đi ăn với chị. Ừ, đi, thôi mình đi ăn với chị. Ừ, thôi mình đi đi. Quá đã. Ê, hôm nay hát sướng quá ha. Ừ, còn phải nói. Còn làm gì nữa? Đi ăn mừng đi. Ừ? Oh, yeah, yeah. Ê, Nguyên. Dạ. Đảo em nè. Hư quá à. Cảm ơn anh. Giờ tụi mình làm gì đây? Còn dễ sợ chị ha. Đồ ăn của mình toàn là tổ yến, bào ngư, di cá. Ôi, không Sơn ha. Sơn ơi, sao mình không mơ mà gặp hoài vậy Sơn? Trời ơi, chị hai biết rồi, quan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng gặp. Đi hát á, mà ăn mặc như là ăn bài vậy. Được mấy đồng hả Sơn? Vậy mà cũng bày đặt chứ ăn nhà hàng, không biết tiền đâu trả hả Sơn á? Chị hai ơi. Sao? Làm sang vậy đó mà. Bốn đứa mà đi hát cộng lại á, chỉ đủ tiền ăn khoai mì khoai lang thôi. Sơn, 113 hả? Thôi đi. Tới đây bắt giùm tôi lũ chó hùa nhốt chuồng nha. Tôi đợi á. Thôi ăn đi Sơn. Thấy vừa đét như Phương Đại Sơn thì tắt đài chứ gì. Trời ơi, hát phải ăn mặc như vậy nè, thấy không? Đó, thấy không? Thấy bộ đồ này chị đẹp không? Chị hai mua cho em mà. Trời ơi, có 3 triệu cái thôi. Là ừ, sao chị hai mua 5 triệu nha chị hai? Ăn đi Sơn, ăn đi. Để chị đó. Phi, chuyện gì vậy? Tao đang nghĩ Phương Đại Sơn hát ở đây, còn đoàn hát Hương Thu thì sao? Thạch Vũ đại ca, đã 3 năm rồi tiểu muội theo đại ca làm cướp biển. Và cứ mỗi lần trời dôm trở cuối thu là vũ ca dương thuyền lái thạch xuyên phu, ngồi bỡ vơ với nắng chiều với bầu rượu. Đã quen với kiếp sông hải hồ, nhưng ai đâu có ngờ vẫn quyến luyến bóng hình xưa. Nên lần này ta quyết định neo thuyền mãi ở bên Quỳnh Sa, để chờ đợi gì hỏi vũ ca. Ta chờ đợi cướp xe qua. Hay, hay quá. Trời ơi, tôi hả, tưởng tượng như là mình á, nhớ lại Út Trong á, hát cái vai là Diệp Thúy Oanh. Còn anh Sáu Diệp á, thì đóng vai Thạch Vũ đại ca như mấy chục năm về trước vậy đó nghe. Hay quá anh Bảy hả. Lâu quá không nghe hai người hát.
Bây giờ nghe lại, nghe nó đá cái lỗ tai thiệt hay không? Đá thiệt. Cậu ba. Ủa Phi, đi đâu vậy con? Dạ con đi tìm cậu ba. Anh Tấm Lu chỉ của con bên này nè. Trời ơi, chiều về mà còn đi lang thang vậy, rủa có chuyện gì sao? Thôi con về trước đi, rồi về với cậu ba về sau. Thôi, nó lỡ tới rồi, kêu nó vô đây ngồi chơi cho vui. À, vô đây ngồi kế ông nè con. Dạ. Vô đây con, ngồi đây với ông. Tên này lu bu quá à, không có dịp tâm sự với con. Nó là thằng Hoàng Phi, con của chị hai tôi đó. Té ra đây là con của... Thôi, con ăn trái cây đi. Dạ. Dì á, là dì Kiều Ly nè. Còn đây á, là bà Hai Bạch Trà. Còn ở đây là dì Út Trong, bác Sáu Diệp. Còn ở đây là chú Tùng Phương. Dạ, con chào mọi người. Con đã lớn vậy rồi sao con? Mới đây mà mấy chục năm rồi. Tôi á, khen là khen Trang Năm Ai chịu khó nuôi nấng thằng Hoàng Phi tới giờ nên người rồi. Công nhận, nể phục Trang Nam Ai thiệt đó. Sao mọi người nói gì mà con không hiểu gì hết vậy ông Bảy? À, thôi, con nít hiểu chuyện người lớn chi. Tới đây á, ngồi nghe ca cổ. Hồi nãy giờ ở ngoài kia chắc là cũng nghe cô chú đây hát. Con thấy cái này làm sao? Dạ, con cũng không biết nữa. Nào giờ con không biết gì về cải lương hết á, nên nghe cũng thấy hay hay mà không biết hay sao hết ông Bảy ơi. Nó đang học năm thứ ba ở nhạc viện á, học về thanh nhạc. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Để tụi nó mấy chục năm rồi vẫn dở vậy. Giỏi. Ông nói con nghe, con học nhạc Tây thì học, cũng phải nghiên cứu nhạc Việt Nam mình. Nhạc Việt Nam mình á, cái cổ nhạc á, nó chỉ có ngũ cung thôi, nhưng mà đánh lên không có thua kém thằng Tây nào đâu nghe mày. Để đó, ông làm cho mày coi. Anh Diệp, lấy giùm tôi cây đờn nhị ấy. Dạ. Cầm đây con. Nè anh Bảy. Hay quá, con không thể tưởng tượng nổi luôn á. Mấy đứa bạn con mà nghe được là bái phục luôn. Con theo học nghề ông Bảy quá. Dân tộc mình á, mấy ngàn năm văn hóa, cho nên á, là cái âm nhạc đó nó rất là sâu sắc. Con muốn á, là con phải nghiên cứu thêm á, để nắm bắt được cái hồn của cái nhạc dân tộc, thì lúc đó con sẽ đam mê. Dạ. Vậy hồi nãy bà Út hát bài gì vậy ông Bảy? Đó là bài Năm Xuân. Năm Xuân. Dì Trang của con thì hát bài Năm Ai. Bây giờ còn có điệu Năm Xuân nữa sao hả ông Bảy? Cái thằng này nhiều lắm. Con phải biết nhạc cổ và nhạc cải lương được phân thành tới 11 lần. 11? Nhất lý nè, nhì ngâm nè, tam nam nè, tứ quán nè, ngũ điểm nè, lục xuất nè, thất chinh nè, cửu nhĩ nè, thập thủ nè. Trời ơi, nó nhiều lắm con ơi. Ví dụ như nhất lý là các điệu lý, rồi nhì ngâm là ngâm kiều, ngâm sa mạc, rồi tam nam là ba bài nam lớn, tứ quán là các bài quán. Con phải nghiên cứu mới được. Hay lắm. Đúng là thầy được giảng bài đó. Anh phải giảng từ từ mới tiếp thu chứ, anh vô một lúc làm sao nó hiểu. Sẵn dịp nhồi vô cho nó luôn ăn. Có dịp nào đó ông sẽ truyền hết nghề cho con nếu con thích. Dạ, con cảm ơn ông Bảy. Thôi bây giờ vui lại đi ha. Chị Bạch Trà. Dạ. Hát một câu nghe chơi. Dạ. Sao dịp đưa cây đờn. Hát cái gì đây? À, anh Bảy rau giùm tôi bản Trường Tương Tư đi anh. Trường Tương Tư ha. Dạ. Đây nè, nghe Trường Tương Tư đây nè. Bản này nằm trong bốn mảng lớn đó con.
Rồi anh bảy rau đi anh bảy. Rõ từng câu từng chữ đã. Cảm ơn anh. Cách luyến lái của chị Bạch Trà rất chân phương nhưng mà rất riêng, khó ai mà học được lắm. Cảm ơn anh Bảy. Ờ, vô đi. Vô đi. Dạ. Em ơi. Vô. Mời thầy. Cái này thì mày khỏi uống ăn đi. Dạ. Ly này tiễn anh Bảy nha anh Bảy. Con Trang năm ai? Không lẽ con học thầy cả đời mày chỉ hát có một bài một sao? Bữa nay hát cho thầy nghe được không? Hát đi Trang. Ca đi con. Hát đi Trang. Những lúc nào những hình ảnh quê hương cũng chập chờn trong tim. Mái nhà tranh nằm sao rặng trăm bầu. Con sông quê lừng lững em trôi. Ngày hai buổi nước lớn nước ròng. Bơi xuồng dưới nắng hoàng hôn, gió cuối thu thổi lạnh từng cơn, để cho sông vỗ đôi bờ. Hàng cây trúc lá vàng khô, lá thu rơi đã bao nhiêu mùa rồi mà cũng chưa một lần trở về quê hương để. Thầy ơi, xin thầy đừng đi, xin thầy đừng bỏ mọi người, thầy ơi. Đã tới lúc đi thì phải đi. Mấy chục năm nay tôi gắn bó với sân khấu, biết bao nhiêu tình đời, biết bao nhiêu tình người, biết bao nhiêu tình đồng nghiệp. Khi tôi dứt áo ra đi, nó cũng đau lắm chứ. Nhưng cái nghiệp của mình, rồi cái luật đào thải của cuộc đời buộc lòng không ai được ngồi một chỗ hết. Thôi thì giờ trở về, rồi sống mà hoài niệm với một thời gian son. Xưa nay thầy nói Hương Thu là nhà của thầy. Bây giờ thầy đi, rồi thầy ăn ở đâu, ngủ ở đâu, ai lo cho thầy lúc cái đó trở đời hả thầy? Thầy đừng lo, thầy về quê, thầy sống với mấy đứa cháu. Già rồi lầy lắc cơm mắm cơm muối cũng sống được. Chỉ thương là thương cho anh em ở lại đoàn. Bao nhiêu năm mình gắn bó với Hương Thu, ra đi
coi như là mình cắt đi khúc ruột của mình. Đừng khóc, cố gắng, cố gắng làm việc cho tốt khi không có thầy. Thỉnh thoảng là nếu trời thương cho thầy còn được khỏe mạnh, thầy sẽ về thăm mọi người. Còn nếu ông trời bắt thầy đi thì thôi, coi như đây là lần giả miệng sau cùng, thấy không? Đừng trách thầy. Tiệc rượu nào á, cuộc vui nào, rồi cũng tới lúc phải tàn. Chuyện gì tới, nó đã tới, mình có cưỡng cầu cũng không được. Trên trán trên môi lời lý biệt, ân tình xin gửi gió mây thôi. Bao năm một giấc nam kha mộng, mộng vỡ tan rồi men vẫn say. Anh thấy sao? Bây giờ mới thấy thầy chính là linh hồn của sân khấu. Điều đó không ai là không công nhận. Nhưng vấn đề bây giờ phải tìm được người thế chỗ của thầy. Dù sao cũng phải từ từ. Chị đừng có gấp quá không có tốt đâu chị Hoa. Cậu à, tôi rất cảm ơn cậu hôm nay đã đến đây thử việc. Tôi sẽ bàn bạc lại với Băng Nhạc rồi sẽ báo cho cậu hay sao nha. Chị là chủ mà không quyết định được sao? Tôi là chủ, nhưng mà đụng đến chuyên môn á thì phải bàn qua với Băng Nhạc một chút. Nếu như mà có thầy Bảy Mến ở đây, chắc chắn là thầy sẽ quyết định ngay. Ông Bảy Mến á thì nổi tiếng rồi, nhưng mà mấy chục năm về trước kìa. Còn bây giờ thì tân tiến lắm rồi, ổng không có theo kịp đâu. Nói thiệt với chị á, bây giờ á tìm nhạc công cổ nhạc hiếm lắm. Đồ té giếng. Dũng cảm kiên gan của quan dân trường, kim cổ xưa nay tưởng cũng chẳng đâu có ai hơn. Một thân đơn đau phố hội, qua giang đông nơi chốn không người, danh tiếng rạng ngời, đến muôn đời vẫn mãi còn gian. À Phấn, đi ra sau quét dọn đi. Thời hán mạc, anh có nhớ bài này không? Dĩ nhiên là nhớ rồi. Không ai hát bài này hay bằng ông ta hết. Nhưng mà nhắc tới là tôi thấy ghét. Loạn thần lấn lướt quân dương.